Ok rồi anh em, chúng mình em đã quay trở lại nhá. Từ từ đã, tôi nhảy cái chứ không chốc tôi quên anh em ạ. 1 2 3. Ok anh em. Anh em biết tại sao mà tập này lại có không? Anh em biết tại sao hôm nay anh em lại đang xem tập này với tôi không? Đó là tại vì tôi đã tìm thấy một cái NCT tiếp theo rồi, anh em nhìn thấy cái tàu kia chưa? Đi thôi anh em, không nói nhiều anh em ạ. Tàu bay, à hi hi. Chúng ta sắp sửa có thêm một đôi cánh nữa anh em ạ. Ôi, tôi trông cái đỉnh Osmer đấy. Ô, cái tòa này có mỗi cái tàu bay rồi à? Ô, sao mà nó nhỏ tí vậy? Nó nhỏ tí anh em ạ, nó có đúng cái tàu bay thôi. Ok, không sao. Tôi nghe nói ở trên mạng để kiếm được một đôi cánh là cực kỳ khó anh em nhé. Đó. Nhưng mà tôi đi vòng vòng một chút, chung là cũng mất khá ngọc đấy, mà cũng tìm được cái này là cái cánh thứ hai rồi. Đẹp nhờ, to nhờ, to phết nhờ. Phàm 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 cái gì đây? Né 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 anh em. Ô, đau đau đau. Chúng ấy tốc biến đi đâu hết rồi anh em ạ? Tôi phải tìm cho hết tất cả các bọn này và tôi xử vào nó mới được. Rồi chết rồi. Ôi, nó rơi ra cái xúc cơ này. Đâu rồi? Ôi, từ từ nào. Đây rồi. Nó bắn cái gì ấy? Nó bắn cái đạn cái kiểu gì mà lạ này. Tôi vào tôi thăm nó sao nào. Đâu rồi? À đây rồi. Để tôi grab cho anh em cái hộp mà tôi bảo nhá. Đây, Sugar Box. Đây này, Sugar Box. Úi rồi ôi, cái hộp này nó cũng giống như cái rương anh em ạ. Đó thì sẽ mở ra. Thấy đẹp không? Đó, xoay lại. Anh em mới đẹp không? Xịn không? Đó. Thế nhưng mà được, thế nhưng mà cái hộp này nó khác cái rương bình thường một cái ở chỗ nào anh em biết không? Đó là cái rương ấy, chúng ta không thể để đồ vào cái rương cái lúc mà chúng ta đang cầm nó trong người. Thế nhưng mà cái hộp ấy thì lại được anh em ạ. Đây này, đây nhá, tôi lôi cái rương ra cho anh em xem này. Tôi để cái que này vào nhá. Rồi bây giờ tôi đào cái rương này này. Đó, thì anh em thấy không, nó sẽ rơi ra cái que đó. Thế nhưng mà nếu với cái sugar box này này thì sẽ không rơi ra đâu anh em. Đây này, cho vào này đó, xong đào cái này. Nhầm 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 quốc chưa đó. Thì là cái que đấy nó đang nằm ở trong cái box đó. Ngon lắm, ngon lắm. Chúng mình có cái này mà chúng mình rồi cất đồ ấy, gọi là best luôn anh em ạ. Best nào, cất tí đồ nào, cất cất. Ôi xịn không, hi 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 hi, à hi hi hi, cất cất cất. À, có quả trứng rồng ở đầu rồng mình xịn không? Thuốc này, thuốc thủng này, thuốc hồi máu. Cất được gì nữa không? Cất được vàng. Chứ mà thế thôi, cất tạm thế thôi nhờ. Đó. Này em nhìn này. Đấy. Anh em thấy không? Nó tiết kiệm được cho mình cả đống chỗ luôn. Đấy. À. Một đống chỗ luôn, thấy không? Ok, bây giờ tôi chỉ mong là tôi tìm được thêm một vài đồ để tôi loot nữa. Thế hoặc là thêm được một vài con, một vài cái con sugar để tôi có thêm được cái. Ủa, to thế.
Sao chỗ này sao rộng thế anh em? To nhờ. U. Chà, khá là nguy hiểm anh em ơi. Chết đi. Nó chết rồi. Thế nhưng mà tôi không thấy nó rơi ra cái sugar shell. Từ từ nào. Bắn đau thế. Từ từ nào. Ôi. Núp anh em ơi. Núp. Bắn tôi đau quá nhở. Từ từ nào. Nè. Né lại anh em ơi. Nè. Ôi. Mending. Có gì không? Efficiency 4. Xịn phết nhở. Đau phết. Tôi xử hết cái bọn này luôn anh em ạ. Ơi. Từ từ á, tôi thử lên thử cái tầng trên gác mái xem có gì không. Ôi chết cha tôi rồi. Từ từ nước. Ô đau. Đây này anh em, thì khi mà anh em bị bay lên thì anh ăn quả đó thì anh em sẽ xuống luôn. Đó. Thì cái đó thì nó là một cái tip nó khá là hay. Nó của cái quả này anh em ạ. Thì nó một quả cực mạnh. Thôi nào. Sao? Mới đau nhờ. Đó. Đấy. Thì cái đó chỉ là cái. Ơi. Nó bắn trúng mình từ nãy giờ luôn rồi. Xuống nào. Đó. Thì như vậy thì anh em ngã thì anh em sẽ không bị đau đúng không? Ok. Tôi xuống tôi xử hết cái bọn ở bên dưới này đã. Đông quá. Cung. May quá là mình có cung. Nào. Ơi từ từ nào cái gì đây? Ok. Chết đi. Rồi. Chết rồi. Quan trọng là mình phải nhặt được cái hộp sugar ấy anh em ạ. Chứ mà nó không phải là quan trọng thì mình giết được bọn nó đâu. Bởi vì là cái bọn này thì là cái đồ quan trọng nhất của bọn nó chính là cái hộp sugar mà. Đó. Rồi. Ok. Xuống nhặt rồi. Nó còn không? Tôi hết mất ấy rồi. Tôi hết mất Còn không? Ôi, tôi nhặt được 4 cái rồi anh em ơi. Nó còn cái hộp sugar nào ở xung quanh đây không? Nó còn cái vỏ. Ui, từ từ nào. Tôi phải lên tôi check lại cho nó chuẩn chỉnh anh em ạ. Khó. Đây là cách để anh em di chuyển nhanh cái này đó.
đó. Thì anh em dùng nước rồi thì anh em bơi ngược lên vậy ấy. Thì anh em sẽ di chuyển nhanh lắm. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi xuống. Đó thì nếu mà anh em mà chơi quen cái trò này thì anh em dùng nước phải gọi là thần luôn đấy. Vừa nãy tôi nhớ là nó có một con nó bám ở ngoài này, à, đây này này này, đó này. Để nó check thử xem nó có rơi cái shulker không. Không anh em ạ. Không thấy nó rơi cái shulker shell. Ok, có vẻ là chúng ta đã xong cái nhiệm vụ của chúng ta ở trên này rồi đấy anh em. Chúng ta cùng đi thử xuống cái này để nhìn thử xem bên ngoài xem là có con nào trốn bên ngoài không anh em ạ. Diệt tận gốc anh em ạ. Thì vì là để tìm được một cái em này nó hiếm lắm anh em ạ. Chúng ta rất là cần cái hộp shulker cực cần luôn. Có đâu. Tôi dòm thử xem là bọn này chúng nó có trốn ra bên ngoài hay gì không. Thì vì là bọn này thì chúng có rất là cơ động anh em ạ, thế là chúng có bám được ở bên ngoài ấy, nó ghê lắm. Ta phải check hết anh em ạ, check hết, không để sót một con nào. Giết giết hết anh em ạ. Có vẻ là không còn đúng không anh em? Có vẻ là tôi xử hết rồi đấy. Bây giờ chỉ còn một cái duy nhất thôi. Cái tàu ấy à, đi lên cái tàu thôi anh em. Đã đến thời khắc của chúng ta đi lên cái tàu rồi. Đó. Tôi đi loot được cũng khá khá đồ này anh em, ngon không? Bây giờ mình lên tàu thì mình có loot được nữa đấy, vì trên tàu thì còn đồ loot nữa mà. Đây này, để tôi thể hiện cho anh em. Để tôi thể hiện cái chỉnh có chơi cho anh em này. Nếu bây giờ mình ăn quả này thì mình dịch chuyển vào bên trong tàu luôn. Ấy, ý. Ấy nhá, đó là do game bị lag nhá. Do game bị lag chứ không phải do tôi nhá. À. Ok nhá. Ok nhá. Ok, chúng ta xây lại đường lên thôi anh em. Ok. Không sao cả. Game lag tí mà, vậy. Thì đôi khi chúng ta phải thông cảm cho game chứ, đúng không? Nhà làm game cũng là con người thôi, đúng không? Thì đôi khi họ phải mắc lỗi, đúng không? Đó. Từ từ gãi gãi gãi. Tôi bị muỗi đốt anh em ạ. Lúc nào muỗi cũng đốt tôi, đau lắm, khổ lắm. Nhà toàn muỗi. Cái con kia mày đừng có bắn tao nhá. Ồ, tôi đào đúng về cái cục obsidian này. Rồi. Rồi, nào 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 nào. Chết ngựa. Ồ, nó rơi thêm cái nữa này. Efficiency. Ô, nó có giày này. Ôi. Protection 4 cơ of finishing. Anh em thấy cái Fear the Falling này không? Cái này là Fear the Falling hay sao ấy. Thì nó sẽ giúp cho mình rơi từ trên cao xuống mà mình sẽ bị mất ít máu đấy. Xịn phết. Fortune. Đó, Unbreaking này, vàng này. Ui xịn đâu anh em, xịn đâu. Toàn đồ ngon, toàn đồ ngon. Cắt cắt cắt, hi hi hi. Cắt này. 5 viên kim cương luôn. À, từ từ, đây đây. Tôi đeo cái Feather Falling này vào anh em ạ. Không nhá. Anh em thấy cái khảm màu đỏ kia không? Khảm màu đỏ kia chính là cái khảm là khi mình chết đấy thì cái giày này nó sẽ bị mất luôn ấy. Thế nên là nó nguy hiểm lắm, chúng ta không nên
Cất cất. Anh em thấy giáp trên người tôi hùng mạnh không? Hùng mạnh không? Đấy. Úi dồi ôi. Xịn không? Sugar Shell. Thế nhưng mà có 5 cái thì nó hơi bị lẻ đúng không? Nếu bây giờ mà được thêm một cái nữa là tốt. Thuốc nữa nào. Ngon quá nhở. Đây này, nó có một con đây này. 1 2 3 4 5. Chết luôn, chết luôn. Ready. Tôi toang tôi rồi. Thôi nào. Ôi ôi ôi. Thôi thả tao xuống nào. Đào vào, ok. Nó không rơi ra anh em ơi, chẳng lẽ là chúng ta lại bị lẻ sao? Có rơi ra không? Không rơi ra. Nó không rơi ra thêm một cái sugar shell cho tôi rồi. Đúng không? Tôi thấy ở bên dưới kia nó cũng đâu có cái sugar shell nào nó rơi dưới kia đúng không? Thế là chúng ta bị lẻ cái số sugar shell rồi. Ta bị lẻ rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em biết một điều đáng buồn là gì không? Một điều đáng buồn trong tập này anh em ạ. Đó là dù chúng ta đã có được cái sugar box nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái Ender Ender chest anh em ạ. Chúng ta rất là cần cái Ender chest để chúng ta cất đồ vào đó và chúng ta chết đi anh em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Dù là đây là cái lâu đài End thứ hai mà tôi đi rồi nhá. Vậy là chúng ta vẫn phải tiếp tục đi tìm lâu đài End tiếp anh em ạ. Thì thật ra thì bây giờ chúng ta có hai lựa chọn anh em ạ. Thứ nhất ấy là chúng ta tìm đường về nhà. Đó. Thứ hai ấy là chúng ta tiếp tục đi tìm cái lâu đài End City tiếp, bởi vì là nó sẽ có một vài lâu đài ấy, nó sẽ có cái Ender Chest. Thì khi mình gặp cái Ender Chest đấy thì mình có thể cất đồ vào đó, sau đó mình tự sát, rồi mình về nhà mình tạo cái Ender Chest khác, mình mở ra là mình sẽ lấy lại đồ. Đó. Thì bây giờ thì tôi nghĩ là cái hướng đi tìm Ender Chest nó sẽ tốt hơn. Chứ mà bây giờ tìm đường về nhà thì tôi chạy lòng vòng, tôi chạy lung tung lắm, sao mà tìm được anh em ạ. Không tìm ở đâu. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục đi tìm tiếp tục đi tìm NCT anh em ạ. Cất tí đồ đã. Cất thuốc. Nhiều thuốc quá nhở. Ồ, tôi có 5 cái này. Để tôi làm thêm cái nữa luôn. Tôi có gỗ ở đây này. Tôi có hòm ở đây. Tôi đào luôn hòm. Tôi làm luôn. Hi hi hi. Phải tiếp tục đi tìm NCT thôi anh em. Sugar. Đây rồi. Một cái. Hai cái. Đó. Thì chúng ta sẽ được thêm hai cái nữa. Xịn lắm. Cái sắp full này. Full thì mình để được cái gì vào không ta? Chả để được cái gì đâu anh em ạ. Tôi thấy hai cái này nguy hiểm này. Tôi vứt hai cái này đi. Rồi. Đấy, chúng ta làm được thêm hai cái box nữa. Elytra này. Từ từ đã, tôi phải lấy cái Elytra ra để tôi bay xuống anh em ạ. Đó, bây giờ chúng ta có hai cánh luôn. Anh em thấy chúng ta giàu không? Chúng ta xịn không? Đây, tôi thể hiện trình độ bay xuống cho anh em nhé. Này này này, sao vậy, sao vậy? Đó, thì nếu mà chúng ta muốn bay nhẹ nhẹ thì chúng ta cứ quay xung quanh. Chết cha rồi.
Tôi là tôi phải chuyển ngay qua giáp kim cương em ạ, là bởi vì là mình đeo cánh thì bọn này chúng đập khỏe lắm, chúng có đập mình như đập chó luôn ấy, khỏe lắm. Ok. Tìm được cái NCT này nó cũng là một tin vui và nó cũng là một tin buồn anh em ạ. Đó, chúng ta chưa có cái Under Chest. Để chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Ok. Tiếp tục cuộc hành trình. Anh em sẽ cùng xem cùng tôi chứ? Anh em sẽ cùng tôi đi để tìm NCT tiếp chứ? Hehe, thì NCT vui mà đúng không anh em? Tôi rất là thích đi tìm NCT luôn. Cực kỳ thích luôn. Để tôi bay thử qua hòn đảo kia làm sao? Mà từ từ á anh em ạ, thì tại vì tôi có tính cẩn thận, thế nên là tôi sẽ cứ chạy vòng vòng để tôi kiểm tra đấy. Nên là chắc là nó sẽ làm anh em hơi lâu. Thì anh em đợi tôi. Ôi chết cha chết cha chết cha. Thì anh em đợi tôi 5 phút nhá. Ok. Khi nào mà tôi tìm thấy tôi sẽ lại quay lại với anh em. Ok anh em nhá. Holy shit, anh em mấy cái gì kia? Anh em có nhìn thấy cái gì không? Tôi nhìn thấy có một cái cánh cổng cái này, nó nhỏ 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 ở đây này, thì nó vừa phát sáng ấy, thì anh em thấy không, nó phát sáng thẳng lên trên trời ấy. Không biết là mình đi vào nó thì mình có về được nhà không cơ anh em. Để tôi bay thử vào nó làm sao. Có nên không anh em, có nên không? Vào luôn sợ gì. Ấy. Anh em ơi. Nếu mà từ từ, cẩn thận, từ từ cho tôi đi qua đoạn này đã. Hóa ra mấy cái cánh cổng đó, hóa ra là mấy cái cổng nhỏ nhỏ đó là nó giúp mình về nhà anh em ạ. Holy shit, thế là tôi không cần phải đi tự sát rồi, tôi về nhà rồi. Home sweet home. Tuyệt quá anh em ơi. Đó. Và đó là chuyến hành trình đi trong em của tôi anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. À hi hi. Thực ra lúc nãy tôi chạy trong em thì nó khá sợ, vì là anh em đoán của tôi này, đoán của tôi nó còn có mỗi một một vài miếng rồi, thì ngọc cũng có mỗi tí, thực ra ngọc mình farm được. Nhưng mà quan trọng là đoán ấy. Thì chẳng lẽ thì mình có phải ăn cái quả quả chorus này thì nó hơi gầy nên là thôi. Nên là tôi cũng hơi lo. Tốt quá. May quá anh em ạ. Tôi về nhà rồi. Tuyệt quá đi luôn ấy, thật tuyệt quá đi luôn ấy. À.
phê pha. Cái gì ta? Tôi tìm thằng làm giáp và tôi đổi cái khiên cho nó đã. Bọn Enderman nó đập khỏe anh em ạ. Đây này, anh em nhìn bọn Enderman nó đập, nó sắp hỏng cái khiên của tôi rồi này. Đây này, nó sắp nát rồi. Đổi 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 anh nhá. Vâng. Cho xin cái khiên mới. Đó, tránh ra anh nhá. Anh đứng trong đó nhá. Không đùa đâu đấy. Ok. Nói tuyệt quá anh em ơi, thế là sau chuyến đi địa ngục đấu sau chuyến đi vào em thì chúng ta lút được khá là nhiều đồ, và đây tuyệt vời nhất chính là đôi cánh anh em ạ, hai đôi cánh lận anh em ạ, tuyệt vời quá đi luôn ý. Cảm giác thật tuyệt vời. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chỉ còn cách chết để tôi có thể về được nhà. Thật là một cảm giác tuyệt vời đây. Tôi quyết định rồi anh em nhé. Hòm nào ta? Hòm này sẽ là hòm để đựng thuốc anh em nhá. Đó. Ok. Tôi cất cái rương cái. Tôi cất cái này đi cái. Cất cái này đi cái. Tuyệt quá. À, ở thế nó không có cái rương nào thì để mình để riêng đồ của em à? Tôi nghĩ chắc là cần phải có một cái rương để riêng đồ của em anh em ạ. Thì đây thì có rương để đồ địa ngục này. À, đây đi. Đó, cái rương này sẽ là rương để đồ của em. NCT. À hi hi. Đầu rồng, Enrod, Dragon, ok, Sugar. Sugar Shell, Chorus. Chung là cái đồ đó thì chỉ có để đồ nào mà kiểu là chỉ có trong em nó mới có ấy. Đó. Đúng không? Còn gì không ta? Là tôi cứ quen đánh mấy thằng Enderman, thế nên là tôi nhìn thấy anh dân làng thì vẫn thấy, thì tôi còn né cái đầu anh dân làng ấy chứ. Thế về tôi sợ, thế về tôi cứ bị ám ảnh khi nhìn vào mặt mấy anh Enderman mà. Ok. Mình mang hết cái đống đồ này, mình rồi mình dọn đồ tí anh em ạ. Dọn đồ tí. Đó. Ok, thì hôm nay thì tới đây thôi nhá anh em. Bây giờ thì tôi cũng sẽ dọn đồ vào trong các rương, sau đó thì tôi cũng sẽ đó. Ok. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhá. Bye bye anh em nhá. Yêu anh em rất nhiều. Yêu cả anh em chụp chụp ok. Ok, chào anh em.